discuss với nhau thêm một chút về cái này. Thì cái buổi ngày hôm nay thì chủ yếu là tôi nói lại một chút về phần thế nào gọi là extreme programming và cái quan điểm của tôi là tại sao mà extreme programming thì nó lại không được coi là chết đi, nó không tồn tại theo cái nghĩa ban đầu của nó nữa. Và kỳ vọng rằng là chúng ta có ít người chúng ta sẽ thảo luận với nhau sôi nổi hơn trong buổi này. Thì đầu tiên là ta phải coi xem là